Hello các bạn, các em ơi, các bạn có ở đó không nhở? Hello các em, như chị đã nói thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau khởi động lại chiến dịch dậy sớm học văn cùng với chị, đúng không nào? Chị mong rằng là chúng ta sẽ có thể cùng với nhau ôn nhiều thứ hơn nữa. Hello các bạn. Xin chào Nhật Anh. Xin chào các bạn nhé. Xin chào các em. Đợi khoảng 100 bạn rồi chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé. Các bạn lên chưa nhở? Ngày mới rồi, dậy thôi. Mơ đẹp tươi, hãy nói tôi yêu mọi người. Hãy thật lòng nói xin cảm ơn. Hãy rộng lượng thứ tha yêu đời. Các bạn ơi, sau buổi ngày hôm nay thì chúng mình sẽ lọc nhóm, được không ạ? Những bạn nào mà không có cái tinh thần cao trong việc dậy sớm để ôn bài thì có lẽ là chúng mình sẽ phải tạm thời nói lời chia tay với nhau, được không ạ? Và những bạn nào mà tiếp tục cái hành trình này cùng với chị thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cực kỳ là nhiều những cái điều thú vị để trải nghiệm cùng với nhau. Ok không nào? Ngày hôm nay ở trong buổi này chỉ mang tính chất là chúng ta khởi động lại về cái chiến dịch dậy sớm ôn văn. Và tất nhiên là chị sẽ có một list những cái điều thú vị mà chúng ta sẽ làm cùng với nhau sau đây. Các bạn ơi, sẽ tiếp tục là 5 ngày.
Được không ạ? Tiếp tục là 5 ngày chúng ta cùng chiến đấu cùng với nhau. Và nếu như mà ở 5 cái ngày trước chị đã cùng với các bạn, chúng ta đi trải nghiệm rất là nhiều về việc cùng ôn lại kiến thức về phần nghị luận văn học, cụ thể là ở trong 5 tác phẩm thơ, đúng chưa nào? Thì ngày hôm nay trong cái phần tiếp tục này, chúng ta sẽ làm cùng với nhau một cái phần mà chị nghĩ là có rất rất là nhiều bạn quan tâm, đúng không ạ? Cụ thể là từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu, nhưng mà ngày hôm nay thì chị sẽ phát động cái chiến dịch này trước, bởi vì hôm nay là chủ nhật, có lẽ là không phù hợp lắm với cái việc là chúng ta học một cái gì đấy. Chị cũng muốn là sẽ cho các bạn nghỉ ngơi, được không nào? Chúng ta sẽ cùng với nhau trải qua 5 ngày luyện viết. Nghị luận xã hội. Được không nào? Đây sẽ là cái nội dung chính mà chúng ta sẽ cùng làm với nhau. Được không nào? 5 ngày luyện viết nghị luận xã hội. Và chắc chắn rồi, ngày hôm nay sẽ là cái ngày mà chúng ta ngồi lại với nhau để lọc group. Được không ạ? Chúng ta sẽ ngồi lại với nhau để lọc group. Những bạn nào tích cực thì sẽ tiếp tục. Còn những bạn nào mà có vẻ như là y ạch hơn một chút xíu thì chúng ta sẽ nói lời tạm biệt với nhau. Vậy thì ở trong 5 ngày tiếp theo đây chúng ta sẽ làm gì? À, 5 ngày tiếp theo đây chúng ta sẽ làm gì? Thứ nhất, chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ cùng với nhau, cùng nhau đưa ra 5 cái đề thật là hay về nghị luận xã hội. Ok chưa? Và sau đó mỗi ngày chị sẽ cùng dậy sớm với các bạn. Được không ạ? Chúng ta sẽ cùng dậy sớm với nhau để chữa từng cái đề này. Và chị sẽ hướng dẫn các bạn cách viết từng cái đề này như thế nào. Và sau mỗi cái buổi mà chúng ta dậy sớm học cùng với nhau như vậy, ôn bài cùng với nhau như vậy, thì chúng mình sẽ có được một cái đoạn văn hoàn chỉnh cho cái đề nghị luận xã hội mà chúng ta đã đề ra cùng với nhau. Ok chưa nào? Đó sẽ là cái mục tiêu mà chúng ta hứa hẹn là cùng làm với nhau như thế. Được không? Ở đây có bạn nào ok không ạ? Các bạn thấy có được không? Được không nào? Chính vì vậy mà sẽ có rất nhiều thứ mà ngày hôm nay chúng ta phải thông qua cùng với nhau. Thứ nhất, sẽ là cái việc chúng ta lọc thành viên. Thứ hai, chúng ta sẽ cùng đưa ra những cái đề, list ra những cái đề mà các bạn cảm thấy thật là hay. Được không ạ? Chị sẽ để lại tools để cho các bạn đưa ra những cái đề thật là hay. Để xem là những cái đề đó, chúng ta sẽ lựa chọn ra 5 đề tiêu biểu nhất, đặc trưng nhất. Và sau đó thì chúng ta, mỗi ngày tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng luyện viết với nhau. Và chị mong là cái khoảng thời gian mà chúng ta luyện viết với nhau như vậy, thì sau cái chiến dịch ngắn tiếp theo lần này, các bạn sẽ yên tâm hơn về phần viết nghị luận xã hội của mình. Bởi vì nói thẳng thắn với các bạn là không phải ai cũng có cơ hội để ngồi xuống cùng với chị và chị cùng với các bạn ấy luyện viết như vậy đâu. Nên chị mong là các em sẽ trân trọng cái cơ hội của mình. Hiện tại bây giờ nhóm mình đang quá nhiều người rồi. Chắc là chị sẽ lọc xuống khoảng còn 1.000 bạn thôi. Được không ạ? Chắc là chị sẽ lọc xuống còn khoảng 1.000 bạn thôi. Để chúng ta có thể ôn bài với nhau chất lượng hơn một chút. Được không nào? Chúng ta sẽ ôn bài với nhau chất lượng hơn một chút, chứ không phải là ôn bài theo kiểu là rất nhiều người ở trong group nhưng mà lại không ai tham gia vào cái hoạt động mà chúng ta đề ra cùng với nhau. Được không ạ? Hãy nhớ nhá, 5 ngày tiếp theo đây sẽ là 5 cái ngày mà chúng ta cùng viết về, cùng luyện viết về nghị luận xã hội. Được chưa ạ? Và chị muốn là các bạn phải chuẩn bị những thứ sau để bắt đầu cùng với chị. Thứ nhất, vở. Thứ hai, bút. Có nghĩa là sau cái phần hướng dẫn của chị xong, các bạn cũng phải viết được một cái đoạn văn nghị luận xã hội hoàn chỉnh. Về cái đề đó. Ok chưa? Nhá, hãy chuẩn bị những cái này cho chị nhá.
để chúng ta sẽ cùng bắt đầu cái chiến dịch tiếp tục cùng với nhau. Ok chưa ạ? Thì chị sẽ nói sơ một chút xíu về nghị luận xã hội để các em hiểu và các bạn sẽ lựa chọn cho chị những cái đề hay một chút này. Hiện tại thì nghị luận xã hội của chúng ta là một cái đoạn văn 200 chữ. Đúng không nào? Dung lượng sẽ vào khoảng 2 phần 3 mặt giấy thi. Đúng chưa ạ? Dung lượng sẽ vào khoảng 2 phần 3 mặt giấy thi. Và có hai cái dạng chính. Đúng không ạ? Dạng thứ nhất là gì nhỉ? Dạng thứ nhất chúng ta có đây là gì nhỉ các bạn nhỉ? À, dạng thứ nhất là nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý. Và dạng thứ hai là hiện tượng đời sống. Đúng chưa? Tư tưởng đạo lý này thì lại chia làm hai dạng nhỏ. Dạng thứ nhất là gì nhỉ? Đưa ra một cách trực tiếp cái vấn đề tư tưởng đạo lý cần bàn luận. Và cái thứ hai là đưa ra một cách gián tiếp về cái tư tưởng đạo lý cần bàn luận, đúng không ạ? Gián tiếp tức là có thể bắt chúng ta phân tích và bóc tách cái vấn đề đó qua một cái nhận định, qua một cái trích dẫn, qua một cái câu thơ, một cái câu hát, bất cứ một cái cách nào đấy, được không ạ? Nhưng mà sẽ không đưa ra trực tiếp giống như là hãy viết một đoạn văn 200 từ bàn về lòng dũng cảm, bàn về lòng yêu nước, bàn về gì ạ? Sức sống của con người, hay là bàn về cái gì nhỉ? Khát vọng tự do, rất là nhiều những cái vấn đề có thể đưa ra, hay là bàn về gì? Lòng tương thân tương ái, kiểu như vậy. Ok chưa ạ? Còn gián tiếp ở đây là đưa ra những cái câu nhận định và bắt chúng ta phải nêu suy nghĩ về cái nhận định đó và tự chúng ta phải tìm ra cái khía cạnh chính mà chúng ta muốn khai thác là gì. Đúng không? Vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ có hai cái dạng đề này. Được chưa ạ? Vậy thì chị sẽ chia cái này thành 4-1. 4 đề về tư tưởng đạo lý và một đề về hiện tượng đời sống. Đừng hỏi chị tại sao mà chị lại chia theo cấu trúc như vậy. Bởi vì năm nay thì bản thân chị nhìn nhận rằng là cái đề về tư tưởng đạo lý là cái đề mà chúng ta sẽ cần phải quan tâm nhiều hơn. Nên chúng ta sẽ gọi là dành nhiều thời gian hơn để luyện viết về cái này. Ok không ạ? Để luyện viết về cái này nhá. Thế nên là về cái phân loại thì sẽ là như vậy. Được chưa? Bây giờ thì chị sẽ dành thời gian để cho các bạn vote đề. Có nghĩa là bây giờ chị sẽ đăng cái phần status lên để cho các bạn vote đề. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chốt luôn 5 đề. Được không? Ngày hôm nay chúng mình sẽ chốt luôn 5 đề sẽ làm ở trong thời gian sắp tới, trong 5 ngày sắp tới. Đấy là cái công việc thứ nhất. Công việc thứ hai là chúng ta sẽ điểm danh để lọc nhóm. Ok không? Và chị mong là trong những cái ngày tới, 5 ngày tới, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc cùng với nhau thật thật là hiệu quả. Để sau 5 ngày này, chúng ta sẽ có thể gọi là viết những cái bài văn nghị luận xã hội 200 từ thật là hay. Ok không? Còn ngày hôm nay thì chúng mình sẽ không học gì cả. Chúng mình sẽ khởi động lại thôi để bắt đầu từ ngày mai. Chúng ta bắt đầu trở lại cái cuộc chinh chiến này của chúng mình. Nhá? Ok chưa? Rồi, còn bây giờ thì chào ngày mới các bạn. Chúng ta sẽ cùng vote, bây giờ chúng ta sẽ cùng vote luôn về đề và vote luôn để lọc nhóm các bạn nhé. Chúc các bạn sẽ có một chiến dịch thành công tiếp theo cùng với chị nha. Cố gắng lên.